Rồi sáng nay hôm nay em có lên clip lại nha anh chị. Đó một đại đại gia đình trâu luôn. Một con trâu đực. Đó trâu Việt nha anh chị, đó trâu đực là trâu Việt nha anh chị. Trâu cái nữa anh chị ơi, đó mẹ con là con cái tầm 5 6 tháng tuổi gì đó, con trâu mẹ có chữa lại rồi anh chị ơi. Đó. Thì con trâu mẹ đẻ lứa lứa 3 chữa lại lứa 4 nha anh chị. Đó thì do đồng kẹt đồng đó, rồi anh chủ nhà muốn đi làm công ty, vợ chồng cả gia đình đi làm công ty nên không có ai chăn trâu nên bán hết bầy trâu nha anh chị. Đó một gia đình trâu là còn một con trâu đực và con trâu mẹ và trâu con thêm bầu chữa nha anh chị. Thì anh chủ nhà nói có trâu đực đã nhảy đi trên gần 3 tháng anh chị. Đó thì con trâu đực là cao 1m4 anh chị, trâu cái là 1m2 mấy anh chị, nó mập lùng liền. Đó trâu đực này đều ba đôi răng ha nha anh chị, đó cao lớn dài đòn. Đó do điều kiện anh chủ nhà muốn đi làm công ty nên đành phải kiết gia đình trâu này cho anh chị gần xa nuôi về nuôi phát triển kinh tế nha. Đó thì giá ba con trâu này giá là 72 triệu bao ship 100 cây số nha anh chị. Đó lớn tàn anh chị ơi. Thì cách 5 năm trước thì anh chủ nhà mua là 8 mấy triệu đó anh chị ơi. Đó lúc hồi có chữa thì giờ đã đẻ con trâu con và thêm một cái bầu chữa nữa anh chị ơi. Thì do điều kiện kinh tế rồi đi làm phương xa nên là bán trâu thì em cũng có thương lượng sát giá cho anh chị gần xa về nuôi phát triển kinh tế là mức giá 72 triệu bao xe 100 cây số nha anh chị. Anh chị gần xa thích có gia đình trâu này cứ liên hệ em, đó bao ăn uống bao đẹp cho bao gia đình trâu này anh chị ơi. Đó giá là 72 triệu bao ship 100 cây số, anh chị thích liên hệ em.